ở đây là cái đường tàu các bạn. Giờ này họ đây là đêm cuối của tour em, họ có rất là nhiều cái trò chơi game show đây có à, mấy bạn thấy mình nhiều người rồi à, đây là phần đầu tàu các bạn, đẹp ha. Ở đây nó có một cái hồ bơi nữa nè các bạn. Đây mấy anh này đi chụp hình rồi à, để mình đảo một vòng trước cho các bạn xem thôi. Có mấy cái ghế này ngồi đây, ngồi trên cái ghế này nhìn ra biển cả bao la ngoài kia. Ở ngoài kia các bạn đang thấy có mây đen nhiều lắm. Quầy ở đây, đây cũng có một cái quầy đồ. Chút nữa mình gọi đi này. Đây họ có menu. Đây là chủ yếu là phục vụ cho khách người Hoa các bạn. Nên mình thấy họ có một cái menu vậy rồi. Mình thấy món một loại nước ở đây thấp nhất là 8 đô. Có rượu nè các bạn. Quầy bar này rất là dễ thương các bạn. Để mình đi một vòng xong rồi mình lại mình sẽ gọi nước. Các bạn thấy ở dưới đây có một cái chỗ để mình đi xuống, mình đứng ở ngoài mình chụp hình các bạn. Các bạn thấy chỗ rất là nhiều nha. Cầm đồ đạc rồi. Cầm đồ đạc rồi, hỏi cẩn thận. Ghế này ngắm ra ngoài biển. Ở nhà mình, anh mình làm mấy cái ghế này các bạn. Bằng mây. Anh thấy này. Cái này quấn bằng nhựa. Đây là cây sắt rồi. Nhà mình làm bằng mây. Mấy hàng này bán chiếu là cho mấy cái resort đó thôi. Để mình hoàn thấy cái ghế. Mình có cái tàu ngoài kia đó, mình đang đi dài xuống đây là cái tàu các bạn. Bạn thấy ở đây đi ra đây là một cái cửa mình cũng ra được chứ. Còn cái này là cái trước này chiếc tàu hồi nãy nó nằm ở phía chỗ phòng mình đó. Giờ nó lên tới đây rồi, nó vừa lên vừa qua. Cái tàu hàng này chạy nó mất dấu theo rồi. Còn đây là một cái hồ bơi các bạn. Hồ bơi này hồ bơi phía đầu, hồ kỷ lục hồ bơi các bạn. Còn dài ra ngoài kia nữa là cũng có chỗ hết rồi. Đó, các bạn thấy ở dưới đây là một cái phần bạn tắm hồ bơi này á, tắm từ cái hồ bơi này các bạn nhìn ra ngoài đây mình thấy con tàu nó di chuyển nhìn rất là đẹp mắt. Còn cái mini bar ở trên đó bạn cũng có thể ngồi trên đó, ngồi nhìn ra ngoài xa là một chỗ để mà mình có thể quan sát được hướng đi của chuyến tàu. Bạn nhìn rất là đẹp các bạn. Mà ở chỗ này đó các bạn, tour này á, người Việt ít, người Tây cũng ít, chủ yếu là người Hoa các bạn. Cái cây này là giả thiệt. Cây giả rồi, như thiệt. Gắn hàng dừa rồi. Để mình gọi mình lại ở đây. Mình gọi một ly nước mà. Ngồi đây chơi một chút. Bạn thấy dưới đây tắm rất là vui luôn. Khách của mình tắm rồi. Ở đây vô gọi nước rồi, tính tiền bằng mấy cái thẻ siêu ách đó. Đó, mình đang gọi qua đi nước rồi. Cái quầy qua rất là chất lượng luôn. Dài ra ngoài kia dâu quá rồi. Chán quá.
miếng cam nè. Một con này á, tính tiền bằng thẻ Cbiz, trong thẻ nó có 300 đô rồi. Qua giờ mình xài được có mấy chục đô. Trên đây có nhiều phần ăn, có nhiều chỗ miễn phí, có mấy cái quầy bar hay là mấy cái dịch vụ heo á, thì mai ra thì mình có thể tốn tiền mình chơi thích lắm rồi. Giờ này là cũng tới giờ ăn cơm rồi. À, anh này vừa cho mình một ly dầu rồi, nếm thử rồi. Ok. À, cái này ngồi ở quầy bar này cũng được, ngồi ở đâu cũng được các bạn. Để mình ngồi lên đây để nhưng mà cái này gió mạnh đó rồi, có thể ngắm được phía trước là bốn tàu đi rồi. Để mình uống hết ly nước này rồi mình sẽ đầu đi xuống con ra ngoài cho các bạn xem. Rồi phía sau là bạn cái hồ bơi không? Còn phía trước mặt mình nó là cái hướng tàu đi các bạn, ngồi rất là đẹp, rất là mát, đảo vòng cho bạn xem. Phía sau đó là cỏ, xa xa là hồ Điện Lực. Còn chỗ này các bạn là một cái hồ bơi các bạn. Ngày này buổi chiều rồi, nó bớt người tắm rồi, mọi người chuẩn bị đi ăn cơm tối. Ở bên đây như là cũng 6 giờ, hơn 6 giờ các bạn. Trời vẫn, thời tiết vẫn còn rất là sáng nha. À, rất là đẹp rồi, ngồi đây có thể xem mọi người tắm hoặc là xem hướng đi. Còn sau chỗ này là một cái mini bar rồi. Thấy trên đây đồ ăn đó, uống rất là ngon rồi. Qua giờ uống mấy món rồi. Nó gọi đây, con tàu vẫn đang hướng đi về phía trước rồi. Đó là một tàu, những cái ghế đó là hết chỗ rồi. Cái khung khung là đây rất là đẹp. Ngồi đây hãy xem mọi người tắm được. Ở bên kia là hồ Thủy Lực nha. Còn dài lên đây á, có mấy cái ba, có mấy cái bàn ghế cho mình ngồi thôi. Lúc nào cũng có một nhân viên đứng canh để cứu hộ rồi. Một ly nước rất là ngon nha các bạn. Mình uống hết ly nước các bạn, ly nước đó cực kỳ ngon luôn các bạn, 6 đồng thôi vậy. Mình đang đi tới chỗ cái đầu tàu các bạn, nhìn rất là bắt mắt. Thôi chứ tàu hàng mình hãy lại qua mình rồi. Nó phía dưới là mũi tàu các bạn, và như kia là con tàu hàng đó rồi. Ở đây có mấy cái, đây có mấy cái ghế các bạn, ngồi ở đây ngắm chỗ tàu này đi rất là đẹp mắt. Bạn thấy ở trên kia có cái sân phía trước cầu tàu chạy đi rồi, cho lớn để mình đi xuống dưới luôn. Trước cửa trước phòng mình nó giờ nó đi tới đây rồi. Còn chỗ này các bạn thấy có nhiều cái ghế mà để mọi người ngồi đó các bạn. Mình đang đi ra ngoài các bạn, mở cửa này, mở cánh cửa này ra. Miếng
nè, gió nó lướt 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 qua. Cả hai bên mình đều đi ra ngoài được các bạn. Nãy bên kia, giờ bên đây lại các bạn. Rất là đẹp. Có nhiều cái phòng. Phòng này phòng đôi các bạn, thấy nó lớn hơn phòng chỗ mình ở. Phòng này có 4 cái ghế. Thank you.